Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Hiện tại đứng trước mặt các cô chú đây chính là em Thề mọi người ạ. Chào. Thì như các cô chú đã biết thì đợt trước em Tuyền với em Thề có vào mang cái tin vui của anh Long gửi tặng cho gia đình em Trá đúng không? Đúng rồi. Thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thì nhà em Trá cũng đã làm những cái công tác chuẩn bị để thuê thợ láng nền. Vâng. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì em Tuyền có đi Hà Giang khám bệnh. Em Tuyền ở đấy nghỉ mất 3 ngày. Em Tuyền xin phép các cô chú như vậy. Nên là cái tình hình của nhà em Trá thì em Tuyền vẫn là chưa vào có thể ghi hình lại cho các cô chú biết là xem cái tiến độ của gia đình em Trá thế nào. Không biết gia đình em Trá đã xây xong chưa hay là xem nó có đẹp hay không ấy thề. Đúng rồi, chắc là đẹp. Xem sự thay đổi như nào. Đẹp không? Chắc là đẹp hơn đấy, đẹp hơn ngày xuân. Thế thì bây giờ thì em Tuyền với em Thề vào để xem là thăm lại gia đình cô gái áo caro xem bây giờ cái nền nhà với cái xây sửa nó đã như nào rồi ấy. Đúng rồi. Thế là làm việc thì mới làm tốt, mà làm việc ở nhà thì làm tốt giống nhau, làm ở trên kia. Đấy đấy, thì như em Thề cũng là một người đội trưởng đội xây dựng đấy. Vâng. Tổ trưởng đấy đang nhận xét là làm việc thì cũng làm tốt mà làm ở nhà cũng làm tốt. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ này chưa làm bậc nhá. Vâng. Chỗ này chưa thôi. Ôi chỗ này cha. Đây này. Chỗ này rất là đẹp này. Vâng. Đây đây nhà tự đóng gạch đây đúng không? Đúng rồi. Đóng gạch cũng đẹp đấy. Cứ cắm để mà cho nó chảy ra bên trong này. Đúng rồi, nhưng mà chưa xây, chưa đủ chưa cát. Chưa đủ cát thì không hết xi rồi. Hết xi rồi. Vâng. Ồ. Thế vậy chưa mua thêm à? Chưa. Thì là đi về nhà đi. Chẳng biết. Bây giờ mình hỏi chủ nhà. À xin chào em. Hôm nay nhìn mặt vừa mới ngủ dậy hay sao đấy? Hôm qua chưa được ngủ này. À hôm qua không được ngủ à? Hôm qua làm công việc gì? Hôm qua là đi cái anh rể. À xin chào em. Hôm qua làm sao? Em cậu, em cậu mất. Em cậu. À em cậu mất à? Em cậu em ở đâu? Xin cái em gái của em cậu em của Trá đúng rồi, đúng rồi. Thế là hôm qua vừa đi đám ma về. Đúng rồi. Bây giờ là hai vợ chồng đang ngủ cái gì? Đúng rồi. Ồ. Thế anh lại làm phiền hai vợ chồng mất rồi, đang ngủ mà anh lại vào lại không được ngủ rồi. Không ngủ à. Đây nhưng mà bây giờ anh vào để anh xem lại những cái nền nhà của mình bây giờ thấy khác ngày xưa rồi nhỉ. Ừ. Bây giờ đẹp quá rồi Trá. Xinh ạ. Đây các cô chú ơi. Nói chung là tuyệt vời rồi. Nó chỉ có trong một tuần thôi này. Đấy. Ngày trước là cái bếp ở đây này. Bây giờ thì quá tuyệt vời luôn. Thế là bây giờ thay đổi thì phải đề hơi ngày xưa mà. Úi dồi ôi. Đúng rồi. Nhà về mát chưa? Đúng rồi, bây giờ mát rồi. Bây giờ nóng không, ngày trước không dám nằm nơi đất nhưng mà bên nằm ở cái nền này thoải mái. Đúng rồi. Đấy thì cái bột nó đặc biệt nó khác ở cái đúng rồi. Cái nữa. Chắc là cái đề bột hơn. Đá là nó bé bé thì nó đẹp hơn. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Đây các cô chú xem này. Nhưng chỗ này nha, ở chỗ này thì thực ra chỗ này mà mình mà đổ bê tông úp vào ấy. Đúng. Cao. Phần đổ chứ là mà nó gãy xi a a. Xi măng ăn cái này á? Ờ. Sợ ăn không? Sợ ăn. Ăn à, anh tưởng đổ bê tông vào nó không ăn đâu mà. Ừ, nhưng mà ăn như là cái này ăn ăn cái này à? Ừ thì thôi đấy là để không như thế cũng được. Vâng. À đây này các cô chú ơi. Đây nhá, cái nền cũ này này em lấy tận dụng luôn bằng cái nền cũ luôn này. Đúng rồi. Mà cái cũ ở đỡ phải mất đấy luôn. Đây. Giường đây nhìn các tất cả các cô chú thì cái nền nhà nói chung là cũng tuyệt vời đấy. Nhìn bên căn nhà nó khác hoàn toàn. Đây chỗ này là cái bếp, khu vực để bếp đó. Ừ. Và em đấy đã thay đổi chúng ta là cái cửa này các cô chú này đấy, mở ra tiện chưa, tuyệt vời nha. Đó em trên này ai ra ôi rồi cái bếp này hay này các cô chú này. Đúng rồi, cái kiểu là ôi, hết cho. Được bếp nhưng mà bếp cái cửa này là cái tốt. Cửa này nó không mở ra được hết này. Nó bị vướng cái cột. Bị là đường sai rồi. Đấy, nhưng mà đây này. Tuyệt vời luôn, thề đứng ra ngoài gió mát nhỉ? Mát mà. Thế này nấu cơm ở đây nhá, ua mỏ ở đây nấu, ăn, đây ăn cơm phải, ở đây luôn đấy. À đây thì phải ăn cho nó mát luôn. Sạch sẽ luôn đúng đấy. Rồi. Ôi giời ơi. Đây các cô chú này. Đúng là mấy ngày mình không vào để chia phát là thay đổi hoàn toàn. Cái công việc bà con làm việc rất là tốt. Đúng rồi. Mà bây giờ thì cái nhà của Trá đây là cũng làm tốt. Làm tốt hơn. Cái nền này anh nhìn rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Vì cái bột đá của mình nó bé. Đúng rồi. Đây này, xây cái bếp này anh nhìn rất là hay nhá. Xây cái bếp giò này cũng rất là hay này. Nhưng mà tại sao nhà Trá xây ra ngoài này thì sợ mưa đúng không? Đúng rồi. Sao bên này thì xây ra bên ngoài này thì sợ mưa. Ừ, đúng. Xây ở giữa này thôi. Đúng rồi. Đấy. Từ từ nha các cô chú ạ.
Em chưa nhìn thấy cái nhà này đẹp quá. Đúng. Bây giờ ngồi đây rất là mát này. Bây giờ anh nói thật với thề là với hai vợ chồng nhá, cho anh mượn cái võng anh mắc ở chỗ thề với mắc ở đây, là anh nằm ở đây là ngủ cực tuyệt vời, mát. Đúng rồi. Sạch sẽ mát. Đúng rồi. Ngày trước là để củi đây nhiều nhiều đúng không? Đúng rồi. Ngày trước thì rất là bừa bộn đúng không? Nhưng bây giờ thì cái nền nhà này thích rồi. Ôi giời ơi, thế thì còn gì bằng nữa. Rồi, xem cái móng này đây xem nào. Chỗ này này Xính ơi. À nhưng mà chỗ này là hết xi rồi. Đây này, từ từ đợi anh tí, anh xem cái móng này cho bà các cô chú xem đã này. Cái móng người ta xây này phải, chắc là xây thì phải đẹp hơn. Để hơn giống nhau xây viên nghịch nghệ. Đẹp hơn xây viên gạch á? Ờ. Chắc hơn tí. Chắc hơn xây đá móng đá đúng chắc rồi. Hơn mà. Ờ đúng rồi. Đây này xem nào. Cái móng đá của em đấy rất là cao đấy, không đơn giản tí nào. Ừ. Mấy rưỡi đấy. Ôi cao hơn đầu anh ấy, không mấy rưỡi đâu. Ở trên này thì cấp 2m rưỡi. Đây nha các cô chú nha, đây này. Anh nhá, anh là 1m74. Đúng rồi thế. Mà đây cao hơn 74, đây là một, gần 2m rồi. Hơi đấy, hơi 2m đấy. Hơn 2m đấy đúng không? Đúng rồi. Ôi trời. Cao cái mộng, 2m là nó tốn nhiều xi lắm đấy. Ê xa xa. Này, chỗ này gia đình vẫn chưa kịp làm vì là vừa mới đám ma của em cậu xong. Chỗ này này, Xính ạ. Chỗ này anh bảo hai vợ chồng này. Chỗ này mà còn xi măng làm cái bậc lên. Còn nửa bao kìa. Thế đợt vừa rồi là hết bao nhiêu xi, đi vào nhà đi. Yeah. Đi vào nhà xem đợt vừa rồi làm hết cái nền nhà này hết bao nhiêu xi, hết bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Không em ơi. Anh bây giờ anh thích trong này thôi, trong này đúng rồi. Mát hơn thôi. Trong này ra chỗ này đẹp hơn, chỗ này thôi. Chỗ này mát hơn. Đúng rồi, chỗ này thì mát hơn tí. Này đấy, ngồi chỗ này tuyệt vời không? Có đây, mình cứ từ từ tránh, ngủ đây. Bây giờ từ từ đợi anh chút này. Anh phải đi xem cái đường ống nước, bể nước nhà tắm của em này. Đấy. Phải như này thầy ơi. Phải như này mới đúng này. Đây nha, chỗ này nhà em Xính đấy. Xe máy để trong này rộng rãi nhá. Đó. Đúng rồi. Cát vẫn còn này. Đúng rồi. Nước không chảy vào nhà này. Đúng rồi. Chỗ này là đặc biệt nhất là có cái nhà tắm này mà chưa xây xong. Chưa. Tại sao chưa xây xong đây? Chưa. Lý do? Xính làm sao đấy? Bây giờ qua chỉ đặt ra. Cái này là chưa xong là cái chỗ khô là chưa đậy. À chưa khô nên chưa đậy thêm gì. Em xây thế này thôi hay xây nữa? Đây là còn sắt mù vít trên này, nó là còn lá mù cái trên cho cái bình nữa trên này. À em cho bình nước lên á? Thế thì em phải đổ bê tông ấy. Em phải đổ bê tông trên. Đổ bê tông và có sắt nhá. Bê tông này. Phải có sắt. Ừ, đúng rồi. Anh biết rồi, đổ bê tông thì chỗ này hơi thấp nhá, chỗ này là một viên đó, một viên là không được đâu. Chỗ là hai viên. Đây, chỗ này anh đứng vào đây này thì khắp nó chưa đến đầu anh. Thế này. Khắp đúng không? Kết đây thầy cầm hộ anh quay máy cho các cô chú xem là chưa đến đầu anh đúng này. Đúng rồi. Chưa nữa. Đấy, chưa đâu. Chưa. Em quay lại ấy. Kể thì hai viên đấy. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Thì anh 1m74. Đúng rồi thế. Thì nó phải tầm một viên, hai viên, ba viên nữa. Đúng rồi. Ba viên nữa thì nó mới thoáng. Xong rồi. Ôi giời. Xong rồi nhá, để cái ống nước là phải đục ra ngoài này. Đúng không? Đấy. Xong rồi đổ bê tông rồi cho cái tét nước này lên trên. Làm cái đường ống nước lò mỏ thì vặn ra, tắm giặt thì vặn ra. Đúng rồi. Quá sạch sẽ luôn. Cái này thì làm cái ống nước thì em thiết kế ở theo cái men này này. Đóng cái này theo thẳng cái chân này xuống. Một ống thì vắt ra đây để nấu cơm. Rồi. Một ống thì vắt đây là để tắm giặt. Đấy, thế là cần gì đâu. Đấy, đây này, nó phải như thế này nó sạch sẽ hơn này. Tắm giặt ở đây thì không có lo rồi. Đáng lẽ là mình phải xây vệ sinh nữa cơ. Xây nhà vệ sinh tự hoại chỗ này nữa sạch sẽ hơn. Đúng rồi. Nhưng mà chưa có điều kiện. Xây nhà vệ sinh phải nhiều tiền lắm. Vâng vâng. Thôi chúng ta cứ dần dần từ từ thôi. Đúng rồi. Đấy. Xây nhà vệ sinh thì phải có 20 mấy triệu ấy. Thôi rồi. Đây là tuyệt vời rồi. Đâu anh mượn. Đấy. Thì chỗ này là em xây thêm. Đấy. Ok rồi. Nhìn rất là đẹp đấy. Đúng đây rồi. À đây này. Kể đèn. Xính bảo đây này. Xính bảo đây còn một bao xi đây này. À nửa bao xi chứ. Chắc một nửa đơn. Nửa bao. Ừ. Đây này với cái bột đá của em đấy là màu như này này, nó nhìn nó đẹp. Vâng. Nó không bị dính đất. Đúng nước rồi, lại không đúng, bị dính đất. Đúng rồi. Xong rồi lại cái bột đá nhìn nó xanh. Vâng. Nhìn nó sạch sẽ. Đúng rồi. Đúng rồi, tuyệt vời đấy. Nhà Xính này thôi đi vào nhà đi. Bây giờ là xong anh Long cũng rất là muốn biết là ví dụ gia đình em là có thể là các cô chú biết là nhà em xây vừa rồi hết bao nhiêu tiền. Đúng không? Đúng rồi. Thế bà con xây là bà con không thích cái ống khói. Thì bà con xây ở ngoài chứ. Này. Đây xem nào. Đâu hai vợ chồng vào ngồi đi. Đây thêm vào ngồi đi. Đây này cái khay này. Thế cái khuôn gạch này thì bà con biết đóng nhá. Nhưng mà em tuyên dám bảo bảo là bà con đóng ở đây bà con tính cái khối lượng cát xi nó sẽ chưa đều. Chưa đều như độ thợ.
Đấy. Thế thì cái gạch này nhà mình tự đóng hay là thuê thợ kia em? Cái này phải thuê nó. À thuê hôm trước em thuê tất này. Ờ. Hôm trước em thuê thế, tất. Thế là tất cả nó mang cái nó về em không có. À ờ. Ừ. Thì đội thợ đấy là họ hôm vừa rồi nhà em thuê hết bao nhiêu tiền? Thế là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi? Ờ. Nuôi ăn à? Ờ. À vẫn phải nuôi ăn à? Ờ. Thế buổi trưa là các thứ mình nấu ăn cho họ nuôi ăn hết này. Đúng rồi. À. 3 triệu rưỡi là từ xây móng đá láng hết này xong hết rồi đấy. Ờ. Đúng rồi. Cả cái xây nhà tắm kia không? Cái nhà tắm là em. Cái nhà tắm là tự làm? Ờ đúng. À. Tự làm là cái mà nó đóng. À gạch họ đóng, đấy. Thì các cô chú biết nhá, bà con thời chia đây có thể láng liếc các thứ xây móng đá được. Nhưng mà gạch đóng thì bà con chưa tính được khối lượng canxi nó vừa đúng rồi. Đủ hay không? Đúng rồi. Nó không như đổ bê tông. Đúng rồi. Đổ bê tông có thể chúng ta cho xấu một tí. Mình ván sau mình bù vào. Vâng. Nhưng mà gạch ấy nó phải đều đều. Đúng rồi. Viên này tầm là một bao được tầm 40 viên. Bây giờ lúc này em đóng một bao bao xi 30 viên. 30 viên à? 30 viên thì mới chắn hơn. Đấy. Vâng. Chứ chúng ta mà không biết đóng là chúng ta pha bê tông loãng loãng ra là cái gạch thì hỏng nhanh lắm. Đúng rồi, hỏng hết rồi. Đấy đấy, mất thời gian quá. À. Đấy. Mà người ta đóng là mình không biết rút gạch là bị vỡ hết gạch. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Thế là được rồi, nhưng mà thế nhà xính bây giờ còn sửa mấy cái cửa sổ nữa thôi. Em chưa sửa, hiện tại anh mới thấy sửa được một cái cửa này. Bên kia em sửa cho anh tầm hai cái cửa sổ nữa. Là nhà em cực mát luôn. Cực mát luôn. Nhưng mà anh rất là thích đấy. Đúng rồi. Anh nói thật là bây giờ nha, nấu cơm đây nha. Ngồi đây thịt con gà, nấu cơm xong để cái mâm đây không phải bên ở nhà. Đúng rồi. Ngồi đây nó vừa điện để chia mình không có điện. Đúng rồi. Không có quạt. Đúng rồi. Nóng lắm. Đúng rồi. Thì ngồi đây nó bỏ sạch sẽ, không có cái gì cả chỗ này. Không có vườn chuồng con gì ở đây cả. Thì chúng ta ngồi đây gió thổi vào lại ăn cơm mát. Chỗ này chỗ nền nhà em nó có sạch sẽ. Đúng rồi. Nền bê tông là quá tuyệt vời. Đúng rồi. Trong hộ đề chia này nền bê tông rất hiếm nhà. Đúng rồi. Chứ không phải nhà nào cũng có nền bê tông đâu. Đúng rồi. Bây đến nhà thề người cạnh là không có nền thế bê tông này. Thì không có đúng không? Các kẻ ở đám ở đứng. Nhưng mà như nhà thề thì bây giờ các cô có chú mà ví dụ mà có cho láng nền thì chắc là cũng khó. Vâng đúng rồi. Về láng nền sau một thời gian sau thì cái nhà đấy nó cũng sập. Cái nhà em cũng phải thay thôi. Không. Cũng phải sửa thôi. Nhà em nghiêng nghiêng hết rồi. Chứ là mà tiền nhiều thì mới sửa được đấy. Tiền nhiều mới sửa được đúng không? Đúng rồi. Vấn đề là không có tiền đúng không? Rồi. Không có tiền thì không sửa thôi. Thì nói chung là bảo bây giờ ấy, cho mỗi cái láng nền nhưng mà nhà em lụp sụp không cao như nhà anh Lúa. Làm sửa xong nó vẫn bị nóng. Đúng rồi. Vẫn không được sạch sẽ đúng không? Đúng rồi. Nên là kiểu các cô chú muốn là muốn giúp là đã giúp thì giúp cho cái nhà nó sạch sạch một tí. Vâng. Có thể là đóng gạch không thôi, xây cao lên một tí, không có chát, không có gì cả. Đúng rồi. Thì nó sạch hơn. Vâng. Nhưng mà nhà nó rẻ hơn. Vâng. Nhưng mà ít nhất rẻ thì nó cũng phải tầm như thầy xá bảo là tầm 80-90 triệu. 80-90 triệu thì mấy em cái nhà của em thì phải đưa 100 thì mới làm được. Thế là cao hơn tí ấy. À. Có nghĩa là cái móng đá cao đúng không? Phải xây móng đá bê cao. Trong, bê trong ở góc kia thì phải có đá nhiều thì mới khoan. Mới thêm ngược qua thì mới có mất tiền nhiều hơn tí. Đấy. Đấy ạ. Đấy các cô chú ạ. Đấy thì đấy là như vậy. Thế thì vừa rồi nhà xính là tổng hết xây hết này hết bao nhiêu bao xi? Hết là... Tất cả là... 48 bao. Đợt đấy em nhờ anh gọi cho 40 bao đúng không? 40 bao thế là vẫn thiếu là tổng là 48 bao. 48 bao chỗ này vẫn chưa đủ được. Chưa đủ. Chỗ này là phải thiếu xây gạch lên tầm một hàng hai hàng nữa. Đổ bê tông thì chỗ này ít nhất phải chục bao nữa. Được. Chục bao còn xây gạch còn thừa láng cái chỗ đoạn bậc cầu thang lên cho đàng hoàng vào. Mình đã làm thì làm đẹp luôn, nhà mình đẹp rồi. Nhà em bây giờ sửa một tí nữa thôi. Thêm mỗi cái bậc thang ở chỗ kia lên cho xe máy đi lên đẹp đẹp một tí. Cái chưa sửa cái đường ấy, sửa cái đường ấy mà tất cả là xi là còn chục bao là được. Chục bao nữa không? Đổ bê tông thì cứ phải đổ chắc. Vì em đặt cái tét nước lên nhá, em mà đổ mỏng nhá, em đừng đổ mỏng nhá. Em phải có sắt này. Sắt làm như cái cống của mình như thế ạ. Sắt phải sắt phi 10, phi 16 hoặc phi 14 kèm vào. Chắc vào thì lúc đấy thì cái mái của em mới chắc được chứ. Em mà làm vớ vẩn là cái này nó sập xuống đấy nhá. Nhá. Không thì là mất công của mình đấy, hai vợ chồng là mất công đấy. Cái téc nước này sập xuống là hỏng cả téc nước là không có cái gì dùng nữa rồi. Đấy. Thế là cũng bây giờ phải tầm 10 bao nữa thì mới xong. Thế là hiện tại cho anh hỏi tò mò một tí nhá. Thế hiện tại vừa rồi xây xong tổng hết bây giờ thì
hết bao nhiêu tiền rồi, tất tật từ trả tiền thợ xây này, nuôi người ta ăn này, mua xăng mua dầu này, đấy, tất cả các chi phí đã chi hết là bao nhiêu rồi, còn tiền không? Bây giờ tất cả là hết là 15.800.000. Ui, tất giật 15.800.000. Ờ, cả là cũng làm 12 triển là kia đó, là còn 4 triển kia đó. Ôi sao nhiều thế? Em mua cản xịt này, mua là cản thịt cá này, phải thêm nó xay móng này. Xay có nghĩa nha, ví dụ nha, thuê xây móng là hết bao nhiêu tiền nhỉ? Đây, 3 triệu rưỡi này. Ờ, 3 triệu rưỡi này. Xi măng hết bao nhiêu tiền? Xi măng là hết tất cả là 4 triệu mấy. Đâu, xi măng anh cứ cho là 50 bao đi nhá, hiện tại cứ cho 50 bao đi. Ờ. 50 bao xem nào. 50 bao. 4 triệu 2, 4 triệu 3. Ờ. Xi măng hết là 4 triệu 3. Ờ. Xong rồi thế nhà em lại còn thuê mua xăng, mua dầu, sắt bột đá nữa. Ờ. Đây nha, ví dụ 4 triệu 3 tiền xi này, cộng với là 3 triệu rưỡi này, là đã là 7 triệu rồi, gần 8 triệu rồi. Mua mấy căn dầu? Mua 100 dầu. Một căn dầu là hết là gần 600 đấy. Ừ. 600 đấy. 600. 600. Vì mình cái can 20 lít thế thôi nhưng người ta ươm đầy vào là hơn đấy. Ừ. Là không phải là vì dầu các cô chú có thấy bảo là hiện tại bây giờ dầu có là 24.000 mấy trăm ấy. À, 24.000 một lít. Thì có nghĩa là 10 lít là 240, 20 lít là hai có tầm là 480 thôi. Nhưng mà người ta đổ đầy hơn là phải tầm 600. Người ta toàn đổ tròn giá mà. 600 đi. Xong là hết tầm là 8 triệu rồi. Xong lại còn mua thuê đồ ăn này. Thuê sàng cát hết bao nhiêu tiền? Là sàng cát là 1.2. 1 triệu 2 à? Ừ. 1 triệu 2 này. Đấy. Là 9 triệu rưỡi rồi. Xong rồi tiền ăn nữa. Tiền ăn, cầm tiền ăn á. Tiền ăn hết bao nhiêu? Tiền ăn là cho biết tính thôi, tiền ăn là mà là ngày này có mấy người thì phải mua, ngày này có mấy người thì phải mua. Thế là hiện tại là bây giờ gia đình hết là cũng hết tầm 12 13 triệu mà em nói 10 triệu nhỉ? Ờ. Hết mười mấy triệu nhỉ? Tất cả là mình 16 triệu. 16 triệu là em làm hết 15.500.000. Hết 15.500.000 rồi. Ờ. Ôi trời trà. Các cô chú ạ. Đấy nha, các cô chú đấy nha. Hiện tại là cái số tiền này là vừa rồi là các anh Long là đưa trực tiếp cho gia đình. À. Mà gia đình tự thuê thợ này, tự nấu ăn cho thợ này. Thì được cái nhà đẹp như này mà đấy các cô chú thấy là cái nền nhà đẹp. Được cũng có cái bếp đẹp, cái phòng tắm kia cũng là tương đối là sắp đẹp rồi. À. Nhưng mà đây em xính ở chỗ Hoàn Thiện mà hiện tại đã hết là 15.500.000 rồi. À. Đó. Thế là cũng hết tiền rồi. Hết tiền. Thôi mình phải cố gắng bù thêm cái tiền mình đi làm vào thôi. Ờ. Chứ cũng không thể là phụ thuộc vào các cô chú cho hết được đúng không? Đúng rồi. Đúng, nhưng mà tuyệt vời, bây giờ được cái nền nhà đẹp như này là tuyệt vời rồi. Các con nhỏ đi học về là có chỗ sạch sẽ để ngồi học hành. Nó chưa ở đây, nó má là bố. Đấy, chỗ này là quá tuyệt vời rồi. Anh nói thật là nhà em là cao ráo, sạch sẽ. Nhà xính thì đây, các cô chú biết đây, các cô chú bảo là cái ván này rất là đẹp này. Nhà cao ráo này, không có rột riếc gì cả. Đấy, nhà rất là đẹp. Bây cái nền nhà đẹp như này nữa rồi. Cũng không thể, nói chung là mình gia đình mình còn trẻ còn khỏe còn đi làm thuê được, mình phải tự làm mà kiếm tiền thôi chứ không thể là phụ thuộc vào ai mãi được, đúng không? Đúng rồi. Đấy là Trá đây là cố gắng, cái hai vợ chồng hồi đêm qua đi đám ma về nên là mệt đang ngủ đúng không? Hôm qua mẹ cho đường ngủ thôi mà về mệt quá ngủ. Thì nghỉ ở nhà đúng không? Nghỉ ở nhà. Thôi để Trá đây thì lúc nào các cô chú là luôn luôn với cái tên là cô gái áo caro đấy, nên là cũng cố gắng thôi em ạ, cố gắng làm việc thật tốt vào đấy các cô chú đấy, thề đây là đội trưởng nhận xét là làm việc rất là tốt, chăm chỉ. Thế là xính với Trá nào, các cô chú đang bảo xính nói chuyện tiếng Kinh rất là giỏi, biết nhiều cũng tương đối nhưng mà biết không bằng thề được, nhưng mà xính có lời gì cảm ơn các cô chú, nhất là anh Long vừa rồi là ủng hộ tiền gia đình mình làm cái nền này không nhỉ, vì đợt trước Trá đã nói rồi. Nhưng mà đợt đấy là chồng chưa có nhà đúng không? Dạ đấy. Bây giờ chồng có nhà, chồng có lời gì cảm ơn anh Long không nhỉ? Xin cảm ơn là cả anh Long, các cô chú là cả anh Long cho tả mới tiệt nói là lá cái nhà này. Nó cứ làm xong là cái nhà này là xong này là mát hơn. Cứ cả ơn cho anh mát Lung. Hơn, sạch hơn không? Sạch đó. Sạch hơn, gọn gàng hơn không? Phải tên người cho lá nó sạch mà. Thì lá mà lá một lồng, không phải lá nhầm lồng. Nhưng mà xin cảm ơn anh, cả anh Long là cho mấy thiệt cho em lá cái này.
hôm trước thì em cũng có ở nhà là phải cho vợ em, vợ em là đi làm được, em đi làm thêm là hủy yết là em không ở nhà, mà bây giờ em vào nhà lắm xong là em cảm ơn anh Long thôi. Thực ra anh Long còn rất là lớn tuổi đấy, nhưng mà anh Long cũng muốn chúng ta gọi là anh Long cho trẻ đấy. đấy. Thế chá có lời gì không nhỉ? Bây giờ chồng nói rồi chá còn lời gì không? Nào cô gái áo caro nào, tập nói tiếng Kinh nhiều vào, em phải nói tiếng Kinh nhiều vào. Chú là chú tạm ơi chìa tao chở lá nhạn cháu cả ơi chú. Rồi đấy, thế là tuyệt vời rồi đúng không? Thế là được rồi. Nói chung là một lần nữa là anh cũng rất là chúc mừng gia đình. Bây giờ thấy cái căn nhà của em là sau có 3-4 ngày anh không xuống nhỉ? Vì làm đường thì anh cũng không xuống. Đúng rồi. Mà anh vừa mới Hà Giang lên mà bảo là làm nhà cũng xong rồi mà vào kiểm tra cái nhà mình quá tuyệt vời rồi. Thế là ngày có bìa ấy. Thế làm là... đường anh nói thật với em là làm đường cả ngày phơi nắng, buổi trưa bà con ăn cơm tí là cũng tranh thủ một tí thôi. Đúng rồi. Là cũng làm một giấc ngủ ngon ngon thôi. Đúng rồi. Chứ cũng mệt mà. Bà con ai cũng mệt. Mình cũng phơi nắng cũng mệt. Đúng rồi. Nên là cũng chỉ tranh thủ được một xíu thôi. Đúng rồi. Nên là thỉnh thoảng có xuống bà con thôi, nhưng mà hôm nay là xuống này. Chúc mừng gia đình em. Mà gia đình em thì vẫn phải thiếu cái độ bộ nồi niêu xong chảo đúng không? Có thiếu đúng không? Bát đũa có chưa? Có chưa? Cô đâu sẽ anh xem nào, còn thiếu cái gì không, bát đũa xem còn thiếu cái gì không. Nhưng mà thích cái kiềng này, nhà anh được trước có một cái kiềng này nấu cơm đấy. Đấy, cái cửa như thế này cơ mà, nhưng mà như thế chứ. Đấy, chỗ này có cái tủ này. Đây, để bát đũa đây đây. Cái này thì nếu mà em xin được cái đồ, để hôm nào anh vào anh xin cho em. Đây. Đúng rồi. Bát đũa được trước các bát đũa được trước cho được các cô chú cho chục cái xong rồi một ít đũa đúng không? Phải để bát đũa này. Đấy, đũa có rồi đúng không? Đũa có. Đũa có rồi, bây giờ hiện tại đồ nhà em còn thiếu cái gì ở bếp nữa? Bếp là có cái gì cũng phải được các cô chú tặng hết. Hay là không có gì đâu. À, nhưng mà đủ hết chưa? Đủ hết rồi. Nồi niêu còn thiếu cái gì không? Bây giờ chả? Hay nấu cơm thì còn thiếu cái gì không? Thớt có chưa? Thớt chưa có. Thớt dao chưa có đúng không? Thớt dao chưa có. Chưa có đồ tốt để làm đúng không? Thế nồi niêu còn thiếu cái gì không? Bây giờ có cái này cho nó đùa, cái này là có cái gì nhỉ? Chảo á? Chảo nó lo đấy á. Không biết nói cái đấy. Cái đấy là cái chảo. Cái chảo meme là có rồi. Cái chảo to này để nấu cám gì. Tưởng cái gì. Thứ hai là cái chảo ok. Nhưng cái chảo đấy thì em mua bao tiền? Em không biết cho mua được. Cái chảo đấy là chủ nhật mới bán đúng không? Chủ nhật nó bán. Rồi, xin chào con gái nhá. Con gái buộc tóc nhìn xinh xắn quá. Rồi. Thế là chủ nhật thì mới có bán cái chảo này gì? Ok. Thì anh sẽ hẹn em vào một ngày nào đó, dẫn em ra ngoài chợ xem là còn thiếu cái gì không. Vâng. Nhá. Vâng. Thôi. Được rồi, bây giờ có lẽ là xin chào hai vợ chồng thôi. Vâng. Hôm nay có thể dẫn anh xuống đây nhìn cái nhà đẹp quá rồi. Đây này. Bầy đá vẫn còn thừa rất là nhiều. Đấy. Đây nhá các cô chú, cái này là em xính bảo là của thợ xây. Và thợ xây tự đóng gạch. Đúng rồi. Chứ bà con là chưa biết đóng. Đấy. Chưa biết đúng rồi, là bây giờ là đúng là hơn 3 mét này, chưa đủ 3 mét này. Thì cái gạch của mình nó không tốt. Đấy. Cái viên thì tốt quá, cái viên thì đều quá. Đấy. Đây này, mình lại sờ thấy cái này là chỗ này phơi áo. Đúng rồi. Đấy, quá tuyệt vời đấy. Thôi được rồi, chúc mừng gia đình. Anh chỉ biết nói một câu là chúc mừng gia đình thôi. Bây giờ có cái nền nhà sạch sẽ rồi. Điện năng lượng thì có rồi. Chẳng qua không có điện lưới thôi. Vâng. Không có điện lưới là quả cả thôn rồi. Vâng. Nhưng mà điện năng lượng chúng ta có bóng đèn rồi, sáng rồi. Vâng. Sáng từ trong nhà ra ngoài rồi. Vâng. Đấy nên là cũng chúc mừng gia đình. Còn anh nói thật nha, ví dụ như cái cột điện của em này. Nếu mà có điều kiện hơn nhá. Thay cái cột đấy về đây. Về đây. Vâng. Xin phép các cô chú là thay về đây. Vâng. Thì nó sáng cả cái bếp này, nó mỏ đây thì tuyệt vời chưa? Ở trong nhà thì có đèn ở trong nhà rồi. Có ở trong nhà, ở trên này là thay cái này là vào lá ở đây này. Được mà, cái đấy em đào lên được. Ờ. Được.
À đây, anh chỗ này định làm cái cửa đấy á. Anh nhìn thấy cái cửa này. Nhìn thấy hay nhá. À chỗ cửa ở trong à? Cái này không mở được. Cái này mật được mà. Nó mà nổ ngụt, ngủ nó nóng là nó bỏ ra. À thở cái này ra là mát. À ngụt, đúng rồi, ngủ, không có điện mà. Không có điện thì. Vì anh thấy cái tay này anh tưởng là cái cửa. Đúng phải ạ. Tháo ra đúng không? À nhấc cửa đấy. Em Tuyên biết rồi. Rồi anh hiểu rồi. Nhấc cái đấy ra vì chỗ này có gỗ này. Ok. Thôi có lẽ là bây giờ anh cũng xin phép rồi. Đến thăm gia đình hai vợ chồng thấy cái nền nhà cao ráo sạch sẽ là tuyệt vời rồi. Cố gắng chúc Xính là thế bao giờ Xính đi làm, có đi làm không? Biết bây giờ ấy còn nhỏ việc nhà này không đi rồi. Thì bao giờ làm xong thì mới đi đúng không? Thì làm xong cái phòng tắm cho vợ đi xong rồi đi làm thêm. Mà kiếm tiền về xây thêm nhiều cái nữa. Đấy. Đúng rồi. Bây giờ thế đấy, vợ gọi về là làm xong cái nền nhà là tuyệt vời rồi. Bao giờ mấy nữa đi làm thêm mà có nhiều tiền là mua nhiều cái tốt hơn. Đấy. Bây giờ nhà đẹp rồi thì bây giờ mình chỉ có làm ăn kinh tế, mua quần áo và cho thức ăn thức uống và mua đồ ở trong nhà thôi. Có cái gì đâu. Bây giờ nhà mình đầy đủ hết rồi mà. Sắm từ từ thôi. Cũng giống như nhà anh thôi. Nhà anh cũng chưa có đâu mà. Không phải mỗi hôm sắm một cái bát, hôm nay sắm một cái đũa. Đấy, cứ từ từ thôi. Cứ mà mạ thôi chứ làm sao mà sắm một phát đầy đủ hết thì chẳng tiền lắm. Đấy ạ. Đúng không? Thôi được rồi thì ở bên kia thì người ta đang sắp bột đá các cô chú ạ. Các cô chú thấy là cái tiếng máy ồn ấy vì đấy là cái bãi kia là cái bãi người ta là đang bà con thôi chia chúng ta với đề chế A và đề chế B. Em chưa nói rõ như vậy. Đề chế A là ở bên trên kia đúng không? Đúng rồi. Đề chế chính. Còn hiện tại đề chế của mình là đề chế B. Đó. Thì là đang tập trung vào chung sức xây cái điểm trường kia. Bây giờ trong cái thời gian vừa rồi em Tuyên về ấy, thì bà con đã khai thác đá các thứ đấy. Và bây giờ đã đến cái công đoạn là sát bột đá rồi. Bây giờ là cũng rất nhanh nữa thôi là chúng ta có trường học là càng tuyệt vời hơn. Đúng không? Đấy, chúc mừng gia đình và cũng chúc mừng bà con được chia một ngày một đổi mới. Thì bây giờ là có lẽ là em Tuyên với em vợ chồng em Xính Trá và em Thề xin phép được tạm dừng video ở đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhá. Còn bây giờ thì tất cả mọi em Tuyên xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin chào.